Bây giờ chúng ta sẽ học đến 20 tổng quả thực tế. Hai mươi tâm quả siêu thế đó là quả thành tựu do cái tâm thiện siêu thế mà chúng ta gọi tắt đó là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Sơ đạo cho ra sơ quả, nhị đạo sinh ra nhị quả, tam đạo sinh ra tam quả. Chúng ta gọi là quả dự lưu, cái tí sơ ta cái tí người ta âm là tu đầu quờ hay là tu đầu hoàng. Nhưng mà cái chữ Sotapatti là Sota, tức là cái dòng chảy, cái dòng chảy hay chúng ta gọi là lưu. Ở đây là thắng lưu. Còn cái chữ Apatti, chữ Apatti nó từ cái động từ gọi là Apatti. Apatti mà phải cho tí đó thì cái căn của đó là a cộng ba, thì a phải cho tí có nghĩa là giữ vào, nhập vào. Cho nên ở đây đó người ta còn dịch là giữ lưu hay là nhập lưu, tức là người chứng đạo quả này đó là họ bước vào cái dòng dòng thánh, không còn là phàm phu nữa, không còn là phàm phu. Bởi vì khi mà chúng ta còn là phàm phu của thương chân ác, cho đến một cái giai đoạn chúng ta tu tập thì chúng ta sẽ chuyển tộc gọi là vô trắc phu. Mà vô trắc phu thì chúng ta sẽ bước vào cái tu tập phát tín. Rồi cái từ Sotapatti đó, tu đường quần, chúng ta sẽ đi đến gọi là vô đà nát, là tiến bậc. Rồi đi đến Sakadagami, vâng vâng, thế cái bậc thách thứ hai đó tức là năm tâm nhị quả hay tương đà. Nếu mà chúng ta xài gì, chúng ta xài chữ tương đà, tương đà quần, hãy xài chữ âm á, chúng ta xài chữ tiếng âm thì phải âm hết, tư đà hàm, tư đà hàm đó là sắc đá đa gầm ít. Sắc đá gầm ít phát, người ta phiên âm cái này gọi là tư đà hàm. Như vậy chữ tư đà hàm có nghĩa gì? Chữ tư đà hàm á, chữ sakada gami, trước hết là chúng ta xài chữ agami,
chữ sắc cá là chữ sắc kinh, cũng agami thành sắc agami có nghĩa là nhất lai, tức là trở lại khỏi dục giới một lần nữa thôi, gọi là nhất lai. Cho nên tu được phần là cái biết thập âm, mà nếu được nhận ra là phải là nhập lưu. Còn sắc agami gọi là tư đà hàm là âm, khi âm nếu dịch là phải dịch là nhất lai. Cái chữ này là cái quả nhất lai. Vậy là chúng ta sẽ chuyển nghĩa. Rồi năm tâm quả, năm tâm tam quả hay ana hàm. Cái chữ ana hàm là tiếp đọc âm của chữ ana gamit, ana gamit palat. Mà chữ ana gamit vì trong tiếng Pali đó, phân từ phủ định nát khi mà nó đi nó ghép với một cái từ mà có nguyên âm dẫn đầu thì nó sẽ đảo ngược lại, đảo ngược lại. Nếu chữ ná này mà nó phối hợp với một cái tiếng có phẩm dẫn đầu, ví dụ chữ quốc sa lát, thì cái chữ ná đó nó sẽ bỏ đi ra thành chữ á thôi, cho nên mới có chữ á quốc sa lát là bất thiện. Còn khi mà ná phối hợp với agami thì lúc bây giờ nó sẽ là cái chữ Anna, Anna gầm. Người ta đọc là Anna hàm, thế âm. Nhưng mà chữ Anna hàm đó có nghĩa là bất lai, là không có trở lại nữa. Bất lai, cái là nhất lai. Còn ở trên là nhập lưu. Cái đó là cái nghĩa dịch của ba chữ. Khi chúng ta học Phật học, chúng ta gặp những cái từ mà tu đồ quần, tu đà hàm, a na hàm, chúng ta phải hiểu được cái gốc từ, từ cái gốc đó cách nối theo cái kiểu mà đọc âm đó, như thế nào, và cách nối theo kiểu dịch nghĩa như thế nào. Thứ tư là năm tâm tứ quả, tứ quả chặt tốt thập lá, chặt tốt thập lá có nghĩa là quả thứ tư thôi, nhưng mà a la hán, chữ a la hán đó là chữ a ra hàng tám. Arahatapala, hoặc là arahatapala cũng được. Chữ a la hán là đọc âm của chữ này, nhưng chữ này có nghĩa gì? Có rất nhiều nghĩa. Chữ arahanta đó, nó xuất phát từ động từ arahati, arahati tức là xứng đáng. Do đó chữ chữ arahant, arahant tám người ta còn chỉ là ưng cúng tức là bậc xứng đáng được cúng dường, bậc xứng đáng cúng dường.
Nhưng mà ở đây cái chữ A-la-hán tại sao người ta không dám, người ta không không, không có xài cái nghĩa dịch? Bởi vì cái chữ A-la-hán đó, nếu mà xài đúng không thì nó cũng chưa có theo ở trong quý sư quý bác ác hay tịnh đạo, thì chữ A-la-hán nó có nhiều nghĩa lắm. A-ra-hán có nghĩa là cái bánh xe, cái cầm cầm xe, cầm bánh xe. Và khi mà cộng với cái chữ hành nắp, hành có nghĩa là bẻ gãy bánh xe luân hồi, bẻ gãy bánh xe luân hồi, cho nên cũng gọi là bậc A-ra-hán, A-ra-hán bát, tức là cái bậc bẻ gãy bánh xe trên luân hồi, nghĩa là không còn sự tái sinh. Cho nên chữ A-la-hán đó, người ta tạm dịch trong ba nghĩa: một là bậc ưng túc, để gãy bánh xe xung sanh tử luân hồi đó, không còn sự tái sanh, gọi là bậc vô sanh. Nhưng mà cái chữ này đó, chữ A-ra-hán-ta, nó còn có nghĩa A-ri là kẻ thù. Cho nên A-ra-hán là bậc sát tập, tức là tiêu diệt kẻ thù. Kẻ thù thì nào? Chữ A-ri là kẻ thù, ở đây là chỉ to cho phiền não. Cho nên chữ A-ra-hán, A-la-hán đó, trong ba nghĩa, nghĩa ưng túc, nghĩa vô sanh, nghĩa sát tập. Thành thử người ta xài cái chữ chữ âm A-la-hán thôi, chứ không có xài riêng một chữ nào. Bởi vì có ba nghĩa mà, sẽ ưng túc, sẽ vô sanh, sẽ sát tập. Đấy, nghĩa như thế. Không biết là nó phụ giới, chúng ta thời nay chúng ta có đủ nhỏ nhét vô. Mệt mỏi quá. Học hiểu không? Sợ nói chuyện quá. Rồi có số người mà cho là học gì phát rồi. Điên. Nếu đi thì ngày lên sự ngày đi trước rồi, rồi tới sự đi sau. Cái gì người ta học được là mình học được, các vị nhớ luôn luôn phải có cái khẩu hiệu như vậy. Cái gì người ta học được người ta mình học được, cái gì người ta hành được là mình hành được. Cho nên nó hành thiện khó nhưng không khó đâu, để người ta có hành được là mình hành được. Ví dụ pháp khó, người ta học được là mình học được, cứ nhớ vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta cái chỉ hơi kém chút xíu thì mình học chậm chậm, vừa dần học đó. Bây giờ đó, người ta có cái câu người ta nói cái gì: đường đi khó không có vì ngăn sắp đúng, mà có vì là người ngại đuối e xong. Để mà chúng ta ngại đuối e xong thì chúng ta thấy con đường khó đi quá. Còn khi mà chúng ta không có ngần ngại, chúng ta đi để bao giờ tới cũng được, bao giờ tới. Cho nên quý vị cố gắng vậy. Chứ còn bây giờ mà chúng ta không vừa học đó, không biết kiếp nào chúng ta mới học xong. Có những người Phật tử chúng ta đi chùa làm phước, chúng ta nguyện, nguyện cho phước báo này trong đời sau gặp thánh pháp. Có thể hiện tại thánh pháp đã đang học. Đời đời sau cũng tụt lúc luôn, đời này không hiểu được chánh pháp đời sau cũng tụt lúc luôn, không biết bao giờ được. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ các phật tử chúng ta phải chú ý. Sư thường nhắc cho các phật tử khi mà họ làm phước để tâm nhắc phật tử, mặc dù mình ước vọng trong tương lai vẫn tiếp tục gặp chánh pháp thì được, nhưng mà nói rằng đừng đợi đến đời sau mới gặp được chánh pháp. Đời này mình đã gặp rồi, không chưa học. Học hoài học đi vô người ta nói chuyện chuyện ba lát thì chúng ta nghe chỗ tai rợt rợt vậy, nhưng mà hãy nói trên phương diện chánh pháp thì nghe khó quá, khó hiểu quá. Chắc có lẽ là chúng ta đừng có tự nhận mình là tục sinh bằng cái tâm quan sát quả thiện vô nhân, hay là đừng có tự giận mình tục
sinh bằng cái tâm lý trí. Chúng ta luôn luôn phải tục sinh bằng, phải tỏ ra mình là người tục sinh bằng cái tâm đại hóa học trí. Thì bây giờ ở đây đó, chúng ta có ba từ ứng túc, vô sanh, nếu vẽ để nó sẽ sanh tử luân hồi, không còn tái sanh nữa, sắc tập, tức là tiêu diệt phiền não, tiêu diệt kẻ thù phiền não. Những ý nghĩa là chúng ta phải lấy. Bây giờ chúng ta trở lại, cái tâm thị dục giới đó, tức là tâm đạo đó, thì cái tâm đạo này nó có cái tâm thiện siêu thế, tâm thiện siêu thế hay là tâm đạo gọi là thất dê gia năng. Tức là cái tánh trí đoạn trừ phiền não, tánh trí đoạn trừ phiền não, hay gọi là đoạn tận trí. Chúng ta đọc ở trong bài kinh Sanh Liên Tiếp Xuất Phát, kinh Phúc Khổng Mở trong cái bài thượng trường bộ kinh, ở trong kinh Phúc Khổng Mở của trường bộ kinh, chúng ta có hai loại trí. Còn khi mà nói đến tâm quả siêu thế đó, thì tâm quả siêu thế được tên gọi là Anuppadi Ñāṇa. Nếu ba đề nhà năng tức là vô sanh trí, đoạn trí mà đoạn tận cái gì, đoạn tận phiền não, đoạn tận kiết sử. Vô sanh trí tức là cái gì mà tâm đạo đã đoạn tận rồi thì cái tâm quả này sinh khởi, không làm cho sinh, không làm có cái phiền não sanh lên. Thí dụ như tu đầu quần đạo là đoạn tận thân kiến và duy nhất cấm thủ, thì tu đầu quần quả đó là làm cho thân kiến và duy nhất cấm thủ không còn tái phát, không còn tái phát nữa. Bậc tư đà hàm làm mũi lược, làm giảm nhẹ dục ái là sân, thì tu đà hàm quả là làm cho cái tâm đó không còn mạnh trở lại nữa, nó yếu, nó suy yếu luôn. Còn a na hàm đạo đoạn tận dục ái là sân, thì a na hàm quả là dứt tuyệt, không làm cho dục ái và sân không có sanh nữa. Còn a la hán đạo thì đoạn trừ đoạn tuyệt ái sắc, sắc nhãn mạng phóng dật và vô minh, thì a la hán quả là làm cho năm hạt năm thượng và tiến sử đó không có mặt. Người ta ví dụ giống như là trước hết là người ta đốt cây, người ta đốt ngang ngã xuống, sau đó người ta muốn đốt thì chỗ đó là bằng phẳng, chỗ đó là không có cây mọc lên. Hoặc là người ta ví dụ giống như là người nông dân, một tay cầm cái phản, một tay cầm cái cù nèo, để cái phản chém cỏ lá ngã rập xuống thì cù nèo dạt qua một bên để cho nó trống. Cũng như thế nào thì cái tâm đạo là đoạn trừ phiền não, thì cái tâm quả làm cho thanh tịnh phiền não. Trên đời ở đây đoạn trần trí là chỉ cho thắng đạo, vô sanh trí là chỉ cho thánh quả,
Cái điều này cũng nói thêm như thế này. Ở đây chúng ta có năm hạ phần kiết sử. Tình nhiều tình trên đó, tức là chỉ cho thần kiến và nhi giới cấm thủ út thăng tài gác, út thăng tài gác, sanh vô tên trên nát là năm thượng phần kiết sử. Khi mà chúng ta học về cái tâm siêu thế thì chúng ta phải biết qua cái này. Cái chữ ký sử ở đây đó Sanyotana hay còn được gọi là Sanyotana trong tiếng Bali thì nó có cái sự quỷ chuyển gì. Một lai chữ Sanskrit thì cái chữ này để nguyên, còn hai đó theo cái luật Sanskrit thì cái hai cái chữ này khi ghép lại thì nó sẽ được thay thế bằng hai chữ này, chỉ vậy thôi, không có gì lạ cả. Như vậy hỏi chữ ký sử là cái gì? Chữ sanh vô tranh lá đó chúng ta gọi là ký sử cũng được. Ký sử, sử là sợi dây, kiết là cột, là dây trói cột, trói buộc. Người ta gọi là thằng được, thằng thúc cũng được, người ta gọi là truyền vượt cũng được. Cho nên chúng ta có ba từ để chúng ta xài, xài từ nào chúng ta xài, nhưng mà thường thường nó ký sử quen gọi vậy. Để chúng sanh nào bị trói buộc bởi cái này đó nên khó mà giải thoát, không thể giải thoát được. Nhưng mà trước hết là năm hạ phần cái sự cái nó khô khô nhất thần khí tài nhân khí, tức là cái sự chấp ngã đối với thân của một người sắc thọ tưởng hành thức là ta, là của ta. Sắc cũ là ta, trong ta có sắc cũ, trong sắc cũ có ta, ta là sắc cũ. Họ tưởng là thức không bị. Như vậy là bốn cấp chấp. Sắc cũ là ta, ta là sắc cũ, trong sắc cũ có ta, trong ta có sắc cũ. Thì như vậy bốn lệnh, bốn lệnh năm quận là 20 thân kiến.
20 thần chí. Có 20 thần chí. Còn ngoài nghi á, không phải là cái sự thắc mắc, cái sự nghi vấn. Chúng ta thắc mắc, chúng ta nghi vấn một điều gì mà chúng ta hiểu không tới, chúng ta hiểu không được, thì nó bây giờ chúng ta đi hỏi, mà hễ khi mà được giải thích thì liền giải tỏa được, hiểu được, thì cái đó không phải là thần trí, không phải là hoài nghi bất thiện. Mà hoài nghi bất thiện ở đây là hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, tức là không có tin vào cái sự giác, không có tin có Phật, không có tin hiểu năng của giáo pháp, không có tin cái sự tu hành đắc đạo của Như Tăng, không có tin đời quá khứ, không có tin đời vị lai, không có tin thập nhị nhân duyên của dòng sanh tử luân hồi, vô minh như hành thành tích, phiền não duyên cho nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi duyên cho quả luân hồi, không tin cái chỗ đó, mà chỉ tin là bảy tội ác. Có những người họ tin một là cái sự luân hồi này là do một vị thần linh thượng đế, một vị sát thần chủ họ định đặt, họ sắp đặt, tái sanh ở đâu là họ tin vào cái quyền năng đó. Còn hai là có người họ tin gì hết, họ vô thần, họ tin có đời sau, không tin có các loại quá sanh, họ chỉ biết ngay trong hiện tại. Thì như vậy gọi là hai cái cực đoan, là thường kiến và đoạn kiến. Thì khi họ hoài nghi như vậy đó thì mới gọi là quý chi kích cha. Chúng ta phân biệt cái chữ quý chi kích cha, nó khác với cái chữ cái thăng thật tha. Cái thăng thật tha tức là cái sự nghi vấn. Nó khác, chúng ta cái điều gì chúng ta thắc mắc nó khác, nhưng mà cái nào cũng chỉ là nghi hết. Chính ngày ngày sẽ là Phật mà có những điểm mà ngày chưa Phật nó có thứ, ngày sẽ là Phật lại hiểu không thấu, ngày không biết là chưa Phật có thứ, có phải chăng chưa Phật có thứ đều để lại cái giáo pháp sau khi mà các vị đó các vị Phật có đi trở hay không, thì chuyện nó mới đem tới được Phật. Phật mới giải thích là tùy vị Phật nào mà có chế định luật cho hai đệ tử thì duy trì giáo pháp được, bởi vì giống như là những cái bông hoa để lên cái tấm mặt, lên cái mặt bàn có sổ xong chỉ là gió nó tung tóe thì giáo pháp được tồn tại. Còn những vị Phật như Đức Phật Vipassana là những vị Phật không có chế định luật lệ cho hàng đệ tử, cho nên sau khi các thầy chết thì đệ tử có ngày họ tấn ra xuất gia từ phố bộ khác nhau, dân tộc khác nhau, dòng tộc khác nhau, cho nên mà ai cũng hành xử cũng là gì lắm chứ nếu mình giáo pháp cũng giống như như Phật là ví dụ cũng giống như hôm qua mà để lên mặt bàn sắp đẹp như thế đó, nhưng mà gió thổi qua biển không có cái gì để liên kết giữ lại, không có sự gì thì như vậy đó là không quen. Thì những cái trường hợp đó trong giả sẽ là tốt, là một đại trí tuệ để được cái Phật mà còn có sự nghi vấn, còn sẽ có sự nghi vấn phải hỏi. Cho nên ở đây đó, cái chỗ mà hoài nghi chúng ta phải hiểu cái hoài nghi này là hoài nghi bất thiện pháp, chứ không phải là cái sự hoài, cái sự nghi vấn để mà còn tiếp. Chúng ta nói đa nghi đa ngộ, cái chuyện nghi đó để chúng ta phải hiểu cái chữ khác. Cho nên đây, trong cái việc chúng ta thật sự ra chúng ta là nghèo, cho nên cái nào cũng gọi là nghi hết, rồi biết chúng ta lộn xộn quá. Rồi bây giờ trường hợp cái giới tâm thủ, cái giới tâm thủ ở đây gọi là Silapata Rama, tức là
như công thủ Paramasa, tức là chấp theo những cái giới cấm vô ích, những cái giới cấm vô ích. Tự nhiên vậy đó, cái sáng kiến là thiên hạ là đó, giờ tu là vậy thôi. Bây giờ mình bày ra cái vụ là tu là phải uống nước lạnh, nghĩa là bắt tín đồ là chỉ uống nước lạnh thôi, hay là tu là phải tuyệt thực, bỏ cơm bỏ gì hết, chỉ ăn dừa thôi, bỏ đạo dừa. Thành ra tu mà tu nghĩa là chúng ta chấp trì theo một cái phương pháp tu, không phải do một cái bản nhất giác là thiết lập cái giáo pháp để mà tu, mà là do tự mình định đặt, mình bày ra. Thì cái đó vậy đó. Nhiều khi có những cái trường hợp người ta làm đúng mà mình để sai. Ví dụ như hồi đó mấy bà tóc dài ta lại cái tóc nó phủ xuống, người ta lại xong ta phải một tóc lên. Mà mình bây giờ thì tự nhiên không biết ông giác mà ông bà thì sao ả lại xong vuốt tóc, vuốt tóc như vậy cái ta đi vuốt. Cũng giống như quý vị biết có cái công chuyện, có cái câu chuyện nó lạ lắm, chưa tắm tủ ở trong chùa đó, cái vị sư cả là cái vị pháp luật cũng cao thượng lắm, vị đó kiểu pháp, nhưng mà vị sư cả đó lớn tuổi rồi, vị đó hành theo pháp luật là vị đó phát hiện cái bát bị bất thực đó, nó bị lũ cái lỗ. Mà ở trong luật thì Đức Phật ngài dạy là khi mà Đức Phật ngài dạy là khi nào cái bát mà nó bị lũ cái lỗ, vị tỳ kheo nếu mà những cái lũ cái lỗ còn nhỏ mà hạt cơm không lọt được á, chưa lọt ra á, thì cái bát vẫn phải xài, nhưng không được mình bỏ. Nếu bỏ mà đi lấy cái bát mới bị mua, bát mới mà sinh ra mới là tạm cũng sẽ bị. Do đó cho nên mỗi lần đi xuất thực về rửa xong rồi ăn xong, cái vị đó đưa lên một trời để một cái lỗ hổng nó lục bao nhiêu rồi, nó lục lớn chưa, nó bằng cái đầu cái kim thì chưa sao cả. Cái đệ tử trong chùa đâu có dám hỏi, nghĩ rằng thầy mình pháp lực cao cường, chắc cái này cũng là cái pháp tu. Cho nên cứ để trong bụng, đến khi mong thầy biết ta trời đó, và tự biết ta trời với họ là thắc thờ thì nó bác mong thầy rồi đó. Cái bị tân cục bị nó bị đã hết, cứ dẫn trong chuồng thầy đừng có đó, có cảnh gì mình phải bắt trước, tức là đi bác về ăn xong rồi đứng ra hàng rồi đưa lên một trời gì nữa. Cái bữa đó có bị cái tân bị nó cũng lực dỗ lắm, đi đến chùa tại sao mà ăn xong tắt đưa lên thế này mình làm không được, cái vị nó cũng ức quá, vị nó không có gì cả. Tại sao ở đây mấy vị có hình thức, có nghi thức cổ vậy đó, chúng tôi không biết đâu, vì đó thầy của tôi làm gì vậy. Cái vị mới suy nghĩ là hồi trước có cái vị hòa thượng chùa này đó thì dỗ được, đâu có lý do nào mà rơi vào cái giới cấm tổ đó. Cái này là nó có liên quan đến luật về cái bát, cái bình đẳng bát. Cho nên cái vị cái tăng mới nói là sẽ xét và tôi đi đến để biết thầm cái tháp thờ xương cốt và thờ y bát của ngài, để cho tôi mượn cái bát xem. Vị đó mới đưa lên thấy ở đó ở lỗ hổng nhỏ. Vị đó mới giải thích cho tôi biết là sở dĩ hồi trước ngài làm vậy bởi vì luật Đức Phật nói khi nào cái bát nó lụt lỗ và hạt cơm rơi lọt qua được đó thì mới cho là cái bát mới, còn nếu như mà chỉ lỗ mọt nhỏ nhỏ thì vẫn phải sử dụng. Giải thích xong như vậy rồi thì từ đó là chúng ta cái chuỗi bỏ cái này. Mời quý vị lúc đầu còn đưa lên thì sao cái đội mình đợi ra. Cho nên nhiều khi chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta là
danh vua chân phái. Cái giới tâm thủ là luôn luôn có thuộc về tà kiến ở trong chúng ta, ai cũng có, không khéo cũng thấy. Để cho biết xem là người ta căng dây để làm cái gì? Ta căng dây xung quanh là để rào, để cho Phật tử biết là giờ này là không được đi vào bên trong, để cho ta ở trong là như Phật tử thì tin lắm, không biết ai đồ với ai. Đối với Sima về mà đeo mũ mà dấu rất là Sima chặt, cho nên cái vị trí của mình đối với Sima chúng tôi rất là rộng. Chúng tôi ở trong mà tuyên ngôn vừa dứt thì chúng tôi không dám ngồi bước nữa, là sợ ở ngoài họ. Vì đó ở cái chùa Thiền Quán Hai Long Thành nó cầm dao, nó cầm lưỡi dao, nó giật giật nhau sao mà đức gần phải trở đi làm y tế mà cấp cứu ghê vậy. Mà cái đó cái gì mà không tính vậy, cho nên chúng ta có những cái giới tâm thủ mà chúng ta không thể bỏ nó của mình là gì. Còn cái vấn đề dùng cái là sân vị tu đường vườn thì bỏ thân kiến, bỏ hoàng nghi, bỏ giới tâm thủ được rồi, nhưng mà dục ái và sân á, dục ái vẫn còn, sân vẫn còn. Thì bây giờ chúng ta hỏi, nếu bị tung được quần cái dục ái vẫn còn, sân vẫn còn, như vậy khác với Phật tu chỗ nào? Và bị Tư Đà Hàm làm giảm nhẹ dục ái và sân, vậy dục ái của sân của vị đó còn so với tung được quần như thế nào? Thì ở trong cái bộ Bát Chánh Sam Vida Mắt Rác, tức là cái bộ vô đại giải đạo của tiểu bộ kinh đó, ngài Sa Môn Tán là mới giải thích kẻ phạm phu vì phiền não dục ái sân còn có thể sắp sân, có thể trật sắp, có thể tài dâm, có thể nhau nhau, có thể dụng, tức là còn do cái dục ái sân đó có thể làm những điều bất thiện. Nhưng mà đối với cái vị tu đầu quần đó thì dùng lái còn, nhưng mà ví dụ như ngày vị tu đầu quần đó là cư sĩ thì trai lớn vợ có vợ, thế lớn vợ có chồng, vợ chồng vẫn ăn ở nha, nhưng mà họ chỉ trong cái phạm vi là họ pháp, chứ họ không có việc nặng dùng lái mà họ phải tài dân, cái đó cũng khác nhau. Còn cái vị Tư Đà Hàm đó dục ái vị đó nhẹ, nhẹ là nhẹ như thế nào? Để trong đó có giải thích là vị tu được bờ dục ái còn đó, là vị đó còn hưởng dục, dục lạc, còn thích ăn, thích nghe, thích ngửi, thích đếm, thích đụng chạm vẫn còn có sẽ ở. Nhưng mà đối với cái vị tu đạt hàm giả nhẹ có nghĩa là vị thoát qua trong tư tưởng, vị thoát qua tư tưởng chớ không có đi chớ đến hàng cầm, cho cái hành động đó là hợp pháp, cái này cũng không hợp. Cho nên ở đây đó chúng ta phải cần phải phân biệt giữa ái sân, còn sân vị trung đường vườn sân sân vậy chứ còn nhu cầu của chúng ta sân mà chửi mắng có thể là sân quá, cho nên lúc giờ khi mà một người phạm phu mà giận quá, nếu mà chưa tăng đến khuyên nhắc này kia, họ giận quá họ nói bây giờ không có Phật, không có pháp, không có tăng gì hết, họ giận gì? Và họ có thể giận quá, họ có thể giết người và có thể đánh đập người khác, nhưng mà vì tu đồ vờn thì tâm sân chỉ là một cái trạng thái quốc ức sầu muộn như bà biết sẽ ta và tu đồ vờn á. Nhưng mà cho ngoại của bà, đứa cho gái của bà chết đột ngột, cái bà đau khổ nước mắt đầy mặt, thì như vậy sân là sân còn chỗ đó thôi, chứ không có cái chỗ là khác gì ác. Còn cái vị Tư Đà Hàm á, giảm nhẹ sân, tức là vị đó không có nỗi bi thương sầu muộn, vị đó chỉ thoát qua cái trạng thái tâm nó hơi khó chịu chút, chỉ thoát qua cái tâm hơi khó chịu chút xíu, cho nên cái chỗ này là cái chỗ khác nhau.
còn ái sắc hay vô sắc á, nó thuộc về cái tham ly tà. Đương nhiên dục ái của vị tu đồ quần cũng là tham ly tà, bởi vì bỏ cái tà kiến, bỏ tà kiến, bỏ nghi, thì ái sắc vô sắc chỉ là nhẹ thôi. Năm hạ phần kiến sử, năm thượng phần kiến sử, rồi mạng. Ở đây chữ mạng trong trường hợp này đó, chúng ta tránh cái chữ kiên ngã mạng, chúng ta xài quen á, hồi đó đến giờ thì trong kinh điển chúng ta từ xưa giờ chúng ta hay xài ái sắc hữu sắc ngã mạng bất giờ một vô minh. Nhưng mà chữ ngã mạng thì các vị nhớ nó có gắn liền với chữ ngã. Ngã mạng ai phí mà nó cắt cái này nó thuộc tâm trí, nó thuộc tâm trí. Còn cái chữ ba nát không đó, thì cái chữ ba nát này nó có thì nó ma nát a tí ma nát mà nó có nhiều. Thì nó mà nát tức là một cái sự tự tin mặc cảm, tự tin mặc cảm. Cho nên đối với bậc thánh á, nhiều khi ngài cũng có sự mặc cảm cũng rồi. Mình thấy mình thua sút người ta, cho nên mình hơi có cái sự tự ái mặc cảm một xíu. Thì cái mặc cảm đó nó chỉ là thì nó mà nát chứ không có đến nỗi mà ngã mạng là khi nào chúng ta chấp có cái tôn cái ta cái bản ngã, cái ngã còn nó lớn hơn cái ngã bảy thì còn nữa, cái đó là nguy hiểm. Chứ còn nếu chúng ta chỉ là cái sự tự ti mà cảm thôi, hay là ái mạn á quá mạng, chỉ là chúng ta có cái mà tự hào. Những vị thánh đệ tử Đức Phật như là ông Tóc Phu Độc hoặc là ông Gia Chủ Ca Hát Thạch Cá và Bài Chính Tác, vào buổi sáng khi mà chúng ta muốn đi đến chùa để đi tâm Đức Phật, thì lúc giờ mấy cư sĩ chúng mới nghĩ rằng một trời cũng quá sớm, đi đến giờ này không tiện để ý kiến Đức Phật là phiền ngại, cho nên không giờ là ghé qua cái vườn tu du sĩ ngoại đạo. Mà ghé qua bên đó là chúng ta là các du sĩ ngoại đạo biết ông này là đệ tử Đức Phật á, là chắc mất là khổ. Thì cái vị tu đồ quần đó đó, Hát Thạch Cá hay là Hát Thạch Bà Chính Tát, là bao giờ cũng tự hào rằng mình là đệ tử của Đức Thế Tôn Phật A Di Đà Phật, cho nên không có sợ ai chất vấn cả, tức là trả lời sung túc hết. Thành thử ra trong trường hợp này vị tu đồ quần vẫn còn có cái tình trạng manh áo, thì nó manh áo này á, thì manh áo chứ ai sinh manh áo thì cũng có. Rồi phóng dật, ở đây cái chữ phóng dật đó chúng ta phải chú ý, chữ phóng dật của Thái Chát mà ngay ở trong kinh đó, và Thượng Minh Châu ngày dịch có những điều mà chúng tôi cũng chưa có hài lòng lắm. Ví dụ như Appamattha, Appamattha này cũng dịch là phóng dật. Phóng vật là con đường chết, còn phóng vật là con đường phóng tử, trong lúc cái chết. Thì chúng tôi không đồng ý chữ Pamada mà dịch là phóng vật. Nó lộn cái chữ này, chữ Pamada có nghĩa là cái sự dễ vui, dễ vui. Nó khác chữ phóng vật, chữ phóng vật á. Là cái tâm nó lao chao, tâm nó lao chao giống như cái chiếc xuồng mà đi ở trên khi nó trôi cái sông, cái người ta đưa cái máy chèo hay máy dần xuống, người ta bơi thì
bùng lên. Uthajja có nghĩa là tâm nó bùng lên. Cái tâm nó không có chịu lắng động, nó không có chịu an trú, mà nó phan duyên theo trần cảnh thì gọi là Uthajja. Xài cái từ nghĩa, cái nghĩa từ là tinh nghĩa từ điển đó, thì chúng ta phải xài tới cái căn của nó, cái tha thú của nó, thì chúng ta mới hiểu tận gốc. Chứ cái từ bậc học mà nếu chúng ta xài không khéo thì nó cũng có phiền phức lắm. Sau này chúng ta sẽ còn gặp dài dài về cái môn Bali nữa. Vị nào mà cảm thấy ngán thì đăng ký chút tên trước. Bali đã rối mà. Đã rối là hơn gì quá nữa. Bây giờ chúng ta nói đến Vô Minh. Chữ vô minh đó, cái căn gốc của nó là cái chữ si. Vô minh tức là không tánh. Chữ avijja đó, avijja là vô minh. Ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến chữ mô hát là si đó, thì chúng ta mới nói về trạng thái mô hát ti tí, mô hát tức là trạng thái tâm tối mờ mịt, thì cái đó gọi là mô hát. Nhưng mà cái mô hát đó mới làm cho avijja tức là không có thông suốt. Thông suốt cái gì? Bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo, bất kỳ quá khứ, bất kỳ hiện tại, bất kỳ vị lai, bất kỳ gì đừng sinh. Thì như vậy do cái sự không biết đây là khổ, đây là nhân sanh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con người sự diệt khổ. Vì không biết như vậy cho nên nó gọi là vô minh. Không biết gì về vô minh. Cho nên cái trường hợp đó, một đó, ví dụ như hỏi người đó tại sao đi phải cần kỹ rồi, nó họ mù. Mù tức là banh, đừng mắt hư. Rồi mới giải thích hỏi mù là sao? Mù là tại vì không thấy được. Cho nên chúng ta nói si nhé, có nghĩa là cái tâm mịt mờ tối tăm. Mà chính vì mịt mờ tối tăm như vậy cho nên mới là không hiểu biết khổ tập diệt đạo. Bất kỳ khổ tập diệt cũng bị đạo, thì bất kỳ tứ đế, bất kỳ gì tương sinh, bất kỳ đó gọi là vô. Cho nên ở đây trong trường hợp này thì chúng ta phải chú ý gốc thì gốc như thế này, nhưng mà cái nghĩa đó thì còn tùy vì thế độ. Ở trong tâm tham có si, tâm sân có si, ở trong tâm si thì cũng có si, nhưng mà nói chung nó tức là trong si nó đóng vai trò này là tại vì nó không biết, không thấy, không biết rõ vô thường khổ đau vô ngã, không thấy sự khổ cho nên mới là tham đắm. Không biết cuộc đời là đau khổ cho nên mới khởi lên cái tâm sân hận quá thù, hay là không biết cái sự luân hồi sanh tử cho nên mới tâm hoài nghi rồi tâm bốc dật. Thì như vậy trong trường hợp đó chúng ta phải hiểu là như thế này, qua cái 10 cái điều mà tôi giải thích ở đây đó, gọi là năm hạ phần kiết sử, năm từng vực kiết sử, thì cái vị Tu Đà Hoàn đó, vị Tu Đà Hoàn là vậy. Trừ cái này, vị Tư Đà Hàm á là giảm nhẹ cái
cái tới vị A La Hán thì mới tiêu diệt cái này. Những cái là sao? Như vậy đến A La Hán á, tôi đầu quần tôi đã hàm A La Hán xem như là đã hoàn toàn mất cắt đứt ba cái năm cái hạ phần cái sự. Còn tâm tức quả A La Hán á thì xem như là tiêu diệt năm tuần bằng cái sự. Chúng ta nắm nắm cái nghĩa đấy. Ở đây chúng ta chú ý một điểm nữa là tâm dục giới đó, thì nó biết được cảnh sát, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, biết luôn cả cảnh pháp. Pháp ở đây đó, tức là cái gì mà nó không, cái gì mà tâm tư, cái suy nghĩ mà cái đó nó không thuộc về cảnh sát, cảnh tinh, cảnh xúc, nó gọi là pháp. Pháp này không có nghĩa là giới. Còn cái này á, tâm này không biết cảnh sắc, cảnh tình, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, chỉ biết cảnh pháp thôi, cảnh pháp chân đế hay cảnh pháp thực đế. Nhưng mà riêng về tâm siêu thế thì chỉ biết cảnh pháp, tức là niết bàn duy nhất, cảnh niết bàn duy nhất, chỉ biết cảnh niết bàn. Và cũng chính vì chỗ đó đó, niết bàn là cái pháp siêu thế. Cái pháp này nó không nằm ở trong cái phạm trù ngũ uẩn, không nằm trong phạm trù của thế gian. Do đó cho nên cái tâm siêu thế, cái tâm này biết duy nhất chỉ có cảnh niết bàn là cảnh siêu thế. Do đó tâm này được gọi là tâm siêu thế. Cũng như cái tâm này chuyên môn biết cảnh dục sắc thân kiến vị xúc, cho nên gọi tâm này là tâm dục, tâm dục giới. Vậy đó, cho nên chúng ta dựa cái tên mà chúng ta biết rõ cái tâm đó. Rồi một điều nữa là chúng ta nhớ cái này, cái tâm bất thiện, tâm thiện đó với tâm tốt thì gọi là tâm động lực cho quán ác. Cho quán ác chúng ta dịch là tâm động lực. Đối với cái pháp thị thế đó, thì cái tâm quả không phải là tâm động lực. Tâm quả không phải là tâm động lực. Nhưng mà cái tâm siêu thế nó có một điểm đặc biệt. Tâm thiện siêu thế là tâm động lực cho quán ác, mà tâm quả siêu thế cũng là tâm động lực cho quán ác. Cho nên cái tâm quả siêu thế nó có cái giá trị tương đương với cái tâm này. Cho nên cái tâm quả siêu thế nó khác hơn 32 tâm quả như thế. Tâm quả siêu thế nó có cái điểm rất là đặc biệt. Cái chỗ đó thì chúng ta cũng nên nhớ thêm, nhưng mà nói như cái này thì chắc có lẽ là ai nói người đó nghe, ai giảng người đó hiểu. Phật tử chúng ta học về Phật pháp hơi khó. Một á, là do cái trí của chúng ta hồi đó giờ chúng ta sống ở bên ngoài cư sĩ tâm phóng dần cứ quen rồi, cho nên bây giờ tập trung lại hiểu cái triết lý cao chúng ta hiểu tới. Thứ hai nữa là cho dù rằng chúng ta có cái niềm tin, thường đi nghe pháp, thường đi chùa, nhưng mà chúng ta nghe kinh tạng, nghe cái từng tục đế quen, phi cơ chế định quen. Mà ví dụ pháp là đặc biệt nói thì danh chân chế định thôi, nghĩa là dùng danh từ tục đế, nhưng mà thuật tử Phật học là danh chân chế định. Cho nên chúng ta khó nhận ra cái từ Phật học.
Một điều nữa là vì cái kiến văn của chúng ta là chúng ta chỉ hiểu một trong cái đời thường bình nhật của chúng ta, trong đời sống bình nhật của chúng ta, hiểu cái chuyện hơn thua phải quấy, cái chuyện phải đối xử với hiếu đạo với cha mẹ như thế nào, phải thương mến anh chị em như thế nào, phải có cái sự trung tín với bạn bè như thế nào, thì cái đó chúng ta biết. Nhưng mà qua đến cái lý pháp mà thuộc ví dụ pháp, danh và sắc tương quan với nhau, thì chúng ta lại không hiểu được cái lý đó. Chúng ta cảm thấy khó khăn, chúng ta khó học ví dụ pháp vậy đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà thấy khó mà không có dạy thì sợ e sau này là ví dụ pháp sẽ mất mà tiếc. Ở trong bộ Atthasariti, bộ chú giải đầu tiên của cái bộ pháp hữu có giải thích giáo pháp Đức Phật vượt qua tận kinh tận luật tận vi diệu pháp, và tận vi diệu pháp sẽ mất trước thì không có ai hiểu được, rồi kế đó là tận kinh không ai hiểu được, và tận luật sau cùng tăng lực nốt vậy thôi, chứ còn nghĩa là sau này đến từ cái thời kỳ mà do pháp đã được trải qua tới ngàn năm đó, thì lúc bây giờ tăng chút chỉ còn là vua trong phu sau anh hát vua trong phu, tức là chuyển tướng. Lúc bây giờ các vị tu sĩ không có mặc y nữa, mà chỉ là mặc áo giống như người tu sĩ thôi, chỉ có màu vàng chút, hoặc là có mảnh vải vàng quấn cổ để tượng trưng đó là vị tu sĩ thôi, chứ không còn mặc y cà sa nữa, lúc đó là chuyển tướng. Rồi sau khi mà cái thời kỳ mà chuyển tướng là vị tu sĩ, như bây giờ vị tu sĩ không có giữ giới bổn ba đề này còn xa nữa như thời Đức Phật đâu. Dần dần rồi các cái giới nhỏ của ta cũng là các sinh ra và đang bỏ bớt không giữ, rồi không giữ như vậy cho đến một thời gian sau thì chỉ còn giữ năm giới thôi, giữ năm giới tu sĩ chỉ còn giữ năm giới. Nhưng quý vị biết các vị tu sĩ Phật giáo nhưng bây giờ là giáo hội cho phép là có vợ, tu sĩ Phật giáo có vợ cũng giống như một sư thi chú giáo. Rồi bây giờ các sư trên thế giới họ bắt đầu là các vị tu sĩ, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa đều là có gia đình giống như tu sĩ đó, nghĩ sao giữ năm giới không? Nghĩ sao giữ năm giới? Cho nên dần dần Phật giáo đến từ lúc đó luật bị mất rồi thì giáo pháp sẽ biến mất năm ngàn năm đến cái thời kỳ. Cho nên tạo gì pháp bây giờ thì tôi cố gắng tôi duy trì, nhưng mà hết đời này thì không biết đời sau còn duy trì được nữa. Ở bên Thái Lan, cái chùa Bảo Tán hồi xưa kia là một cái trường đại học ví dụ pháp ở Thamat, mà ngài và tự tịch sự ngài xuất thân ở trường đó. Nhưng mà bây giờ cái trường Bali, cái trường ví dụ pháp ở bên Thái Lan thì đã đóng cửa, không ai học, ai học. Miến Điện thì còn duy trì, Myanmar còn duy trì, nhưng mà cũng khó quá, chắc chúng ta nghĩ thời gian sau. Và cái đó là nói về tâm tạng. Còn nếu mà nói trên phương diện pháp á, thì pháp của Đức Phật không có Pariyat Thích Tham Mắt sắc học. Pariyat Thích Tham Mắt là pháp học. Patipatti Tham Mắt là pháp hành, tức là thiền định đó. Và phật tinh nguyện thắng thầm mắt là pháp thành. Sau khi Đức Thế Tôn về vi tịnh được một ngàn năm thì pháp sắc hành mất, pháp thành mất, tức là không còn những vị mà đắc tu đồ vườn, đắc a la hán, a la hàm, tu đồ vườn đã pháp thành mất trước, pháp thành mất trước.
rằng là các vị thiền sư ở Miến Điện hay bất cứ ở đâu đó mà được quy tích, mà họ cho rằng đó là vị thánh tăng nữa, chúng ta không nên phủ, không nên bác bỏ, mà cũng không nên vội chấp nhận, không nên bỏ, cũng không nên chấp nhận. Là tại vì chúng ta đi cứu vào đâu, ai nói? Người mà xác chứng được cái vị đó là chứng đạo quả A-la-hán, phải là Đức Phật mới xác chứng, hay là bản thân của vị đó biết, như bản thân vị thiền kheo đó biết mình chứng đạo quả, không bao giờ nói cho người ta biết. Và bây giờ có Đức Phật đâu để mà xác chứng này chứ vị thiền kheo này là bậc lậu tận, không, Đức Phật này không còn nữa, không ai xác chứng được. Và bây giờ chúng ta chỉ nhìn thấy vị đó đi đứng trang nghiêm, nói năng chậm rãi hay có cái lòng từ bi. Cái chuyện đó thì đối với giáo pháp Đức Phật rất là dễ. Một vị tỳ kheo mà thu thúc trong giới bổn Ba La Đề Mật Xoa, thu thúc lục căn đó, vị đó có đủ cái tư cách đó rồi, nó đâu cần phải, đâu phải thấy dạng như vậy gọi là chứng đạo quả. Cho nên chúng ta không có cái cơ sở gì chúng ta nói. Chứ còn pháp hành thì mất rồi đó. Mặc dù Đức Phật này có tuyên bố trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn này, Sư Minh Đát, bất luận trong giáo pháp nào có bát chánh đạo thì giáo pháp đó có đệ nhất sa môn thì nhị sa môn thì ta sa môn thì thứ sa môn tức là tu được bồ tư đà ma na ma la hán. Và cho đến khi nào trong thế gian này còn người thực hành theo bát chánh đạo thì thế gian còn có tốt vị a la hán. Bây giờ thực hành bát chánh đạo đủ không? Không có đủ. Nếu mà đối thế gian này không phóng bóng vị A-la-hán thì có thể có những cái này. Những bậc tu đường vườn tư đà hàm, anh hàm sanh về khỏi tịnh cư, hay sanh khỏi chư thiên, và phạm thiên, rồi tuổi thọ còn dài, vị thách, tử học ở trên đó, thì lần lượt trước tu đường vườn, ở trước A-la-hán từ đời này sang đời khác thì cả một cái đời khỏi đó có. Nhưng bây giờ ở khỏi tịnh cư vẫn còn A-la-hán nhiều lắm. Bởi khỏi tịnh cư đâu có nhận nước, vị thánh A-la-hán ở đó đâu. Nhưng mà đó là những vị thánh phẩm thiên, chứ không những loại chúng ta là gì đó. Rồi thời gian sau đó quý vị biết rồi, 1000 năm sau khi Đức Phật mất thì lúc bây giờ Pháp Thành mất. Rồi kế đó đến năm, từ năm 2000 trở đi đó thì Pháp Thành mất, tức là còn người hành thiền, không có người tu tập thiền. Bây giờ các vị xuất gia chúng ta có vị nào mà du rừng để hoàn thiện? Còn cư sĩ ở nhà có bác quan trai, họ chỉ để cho bác họ, họ là buổi chiều con ăn vậy thôi. Chứ chúng ta không biết là họ bác quan trai là ngày đó phải bỏ hết công ăn chuyện làm, phải ngồi lại thì thiền không? Chúng ta có phát hành chúng ta bắt đầu về trễ. Cho đến khi mà Phật giáo đã trải qua đến năm 3000 thì bắt đầu mất. Mà mất trước là pháp học, mất trước là cái tạm diệu pháp, không ai hiểu được. Rồi kế đó là cái thần kinh, kế đó là cái thần lực. Cái dài đến khi mà 4000 năm rồi thì giáo pháp mất hoàn toàn. Những cái điều này gửi để nhắc cho quý vị, không phải để làm cho chúng ta có cái sự thấu chỉ nản lòng trong cái việc học, nhưng mà các vị phải chú ý một điều là anicca và sankhara, tất cả các vô vi là vô thường, hãy hết suy thành rồi suy hơn người con nghiệp. Cho nên chúng ta cũng, bây giờ chúng ta cứ giữ cái tâm xả, nhưng mà hãy chúng ta có được bây giờ phút đào và nghe và pháp á, thì chúng ta ráng nghe để chúng ta hiểu chút, chúng đỡ chút gì. Chứ chúng ta nếu không nói cho quý vị nghe như thế này đó thì Phật tử chúng ta nghĩ sao mà bây giờ học hoài xong